Xin chào thầy anh em, chào mừng anh em đến kênh review đồng hồ chính hãng của Sashimi Authentic. Hôm nay thầy Ngọc sẽ thử các bác một chiếc đồng hồ có thiết kế rất đẹp, màu sắc bắt mắt đến từ dòng sản phẩm Seiko Precept. Đây là một chiếc đồng hồ mặt màu nâu cà phê cực kỳ hiếm hàng ở trên thị trường ở thời điểm hiện tại anh em nhé. Đây có lẽ là một trong những chiếc đồng hồ cuối cùng của dòng sản phẩm này mà anh em có thể tìm kiếm được ở thị trường ở Việt Nam chúng ta thời điểm hiện tại. Một thiết kế màu nâu cà phê rất đẹp, rất bắt mắt. Anh em nào có chút việc ở tay to một chút, khoảng tầm 16cm trở lên và đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ nào đó thiết kế khỏe khoắn nam tính tới từ thương hiệu Seiko và sử dụng cái phần mặt đồng hồ màu nâu thì đây sẽ chọn rất hoàn hảo cho anh em. Thì trước khi đến kêu một chiếc đồng hồ trong video ngày hôm nay thì rất mong anh em dành một chút thời gian khoảng 12 giây thôi, nhấn nút đăng ký kênh ở phía dưới video, ấm quả chuông bên cạnh để khi anh em ra video đồng hồ mới thì YouTube sẽ gửi thông báo cho anh em, từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chiếc nào bên cung cấp nhé. Không mất nhiều thời gian nữa, chúng ta sẽ kỹ hơn với chiếc Seiko Precept trong video đồng hồ ngày hôm nay. Chiếc Seiko Precept này thưa bác là một chiếc hàng new full box, đầy đủ hộp sổ thẻ các phụ kiện để kèm cho anh em. Chiếc này thì cầm ở trên tay, vừa mới cầm lên thì cảm giác rất là đầm chắc và hơi nặng tay một chút rồi anh em nhé. Đây là một thiết kế rất là quen thuộc của thương hiệu Seiko này. Mặt đồng hồ gắn này chúng ta sẽ thấy nó sẽ được làm mặt màu nâu cà phê, một cái màu sắc rất ít khi mà anh em có thể bắt gặp ở trên chiếc Seiko. Thông thường thì chúng ta sẽ có những cái chiếc đồng hồ Seiko kiểu này với mặt đen trắng là nhiều hơn, chứ còn mặt nâu cà phê này thì anh em rất ít khi bắt gặp. Thân vỏ và dây được làm hoàn toàn chất liệu thép không gỉ 36L, dây thép đúc đặc và dây 3 mắt. Đấy cho nên là cái trọng lượng của chiếc đồng hồ này khi mà cầm trên tay nó sẽ thuộc dạng hơi nặng tay một chút. Đây là một cái thiết kế em thấy là rất là quen thuộc của chiếc Seiko Precept này. Đó. Có rất nhiều những chiếc Seiko Precept thiết kế kiểu như thế này. Đó khá đầm tay, chắc khi mà đeo trên đồng hồ trên cổ tay. Thời gian đầu anh em đeo thì chúng ta sẽ cảm giác nó sẽ hơi khó khi mà chúng ta viết lách gõ máy, cảm giác nó sẽ hơi vướng một chút. Tuy nhiên thì sau khi mà anh em đeo ấy, đeo quen rồi chúng ta sẽ thấy là đồng hồ nó rất gắn bó với mình. Và khi mà anh em tháo đồng hồ ra thì cảm giác trên cổ tay của chúng ta rất là trống vắng và nó sẽ nhắc anh em là đang thiếu một người bạn đồng hành. Thế nên là anh em sẽ đeo lại đồng hồ thôi. Còn trong cái ưu điểm của cái thiết kế kiểu đồng hồ đầm chắc này. Thân vỏ của em này chúng ta sẽ thấy là thân vỏ được làm dạng khá là to. Em này size mặt nó rơi tầm 42mm anh em nhé. Thế nên là tay anh em cũng bét nhất cũng phải tầm 16 để anh em có thể đeo được. Còn về hoàn thiện thì em đánh giá rất là cao. Seiko ở trong cái tầm phân khúc giá mà nó xuất hiện thì thường những cái mẫu đồng hồ Seiko có thiết kế tốt, hoàn thiện rất là đẹp, sắc nét. Đáy sau của máy giúp anh em quan sát được chuyển động máy bên trong, khóa bấm một bên và có logo của Seiko này. Đây là một chiếc phiên bản nội địa anh em nhé, cho nên mã sản phẩm của em này sẽ là Sari 056 với giá bán lẻ tại trường Nhật là 42.000 yên. Ở đây chúng ta có các cái thông tin cơ bản như là bộ máy 4G36 này, sai số từ 35 đến 45 giây một ngày, 24 chân kính, tần số động 21.600, tích con 41 giờ, Make in Japan là sản xuất và lắp tại Nhật, mã sản phẩm này. Và đây chúng ta sẽ có được chức năng úp ngược là chức năng anti magnetic chống nhiễm từ. Đó là những cái thông tin rất là quen thuộc ở trên chiếc đồng hồ này. Máy 4G36 chúng ta sẽ có một lịch kép bao gồm lịch thứ và lịch ngày góc 3 giờ. Zoom kỹ hơn về thiết kế thì đầu tiên để mà ấn tượng với con này là chúng ta sẽ nói ngay đến cái màu sắc. Thì em này sẽ có cái mặt màu nâu cà phê, tuy nhiên nó sẽ không quá sáng màu đâu anh em nhé. Mặt nó sẽ cảm giác hơi tối một chút và anh em nếu mà ra ngoài ánh sáng thì em nghĩ nó sẽ lên màu nó sáng hơn. Còn trong điều kiện ánh sáng yếu một chút thì chúng ta sẽ khó nhìn thấy cái mặt nâu cà phê nó rõ rệt. Thường nó sẽ hơi tối màu một chút là thứ nhất. Thứ hai nữa là nổi bật trên phần mặt đồng hồ chúng ta sẽ có bộ kim và cọc số được mạ PD vàng hồng, nhìn rất đẹp sang và với khả năng bắt sáng tốt của bộ kim cọc số là Seiko thì anh em nhìn thấy nó nhìn xem giờ rất là dễ luôn. Đây nó mặt hơi tối một chút nhưng mà kim cọc nó lại sáng lên rất là hay, thiết kế tạo nên nét tương phản dễ nhìn. Và ngàn tim phút thì nó sẽ là ngoài cùng này và Seiko chia rất tỉ mỉ với chia cũng là màu vàng hồng luôn. Đấy, tuy nhiên anh em có thấy này, với vài ngàn phút thì nó hơi chìm màu một chút về cái mặt màu nâu, nhưng mà cọc số cũng được mạ màu vàng hồng đấy, nhưng mà nó được hoàn thiện từ thép không gỉ gắn nổi đánh bóng tạo nên khả năng bắt sáng và phản quang tốt. Chính vì vậy thì nhìn cái mặt đồng hồ chúng ta kim cọc rất sáng, rất đẹp. Bộ kim thì chúng ta sẽ kim giờ và kim phút được làm dạng kim dolphin, thiết kế sắc nét. Đấy, kim dây thanh mảnh trơn mượt mà trên mặt đồng hồ, anh em thấy kim cọc hoàn thiện rất cực kỳ tốt luôn. Cái nước mạ PVD ở trên cái dòng sản phẩm nhà Seiko thì bao giờ nó cho cái màu sắc rất sáng đẹp và cảm giác dày dặn bền bỉ. Logo Seiko góc 12 giờ, góc 3 giờ chúng ta sẽ click kép bao gồm lịch thứ và lịch ngày. Dưới góc 6 giờ dòng chữ automatic máy cơ tự động. Dưới góc 7 giờ này chúng ta dòng chữ Make in Japan. Đây là một chiếc sản xuất và lắp hoàn toàn tại Nhật. Bên này chúng ta có mã máy và mã phần mặt đồng hồ. Về kính thì chiếc này chúng ta sử kính là nó kính sạc phiên khối chống sức. Anh em hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng, chứ không lo mặt kính chúng ta có bất kỳ vấn đề gì đâu. Kính sạc phiên là chống sức tốt nhất rồi. Viền kính bên ngoài chúng ta sẽ đánh bóng và mạ PD vàng hồng. Anh em thấy nhìn trực diện chiếc đồng hồ chúng ta sáng đẹp. Đấy. Tạo nên cảm giác khá là sang trọng và cuốn hút. Ở đây chúng ta có thân càng đánh phải xước này. Đấy. Thân càng đánh phải xước này, thiết kế càng cong vào đeo cho ôm tay hơn. Và anh em nhìn thấy cái độ hoàn thiện này. Rất là sắc nét và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Đó.
những cái điểm kết nối Facebook hay bóng rất đẹp luôn. Núm chỉnh chúng ta sẽ có logo chữ S của nhà Seiko đây, phần núm cũng sẽ được mạ PD vàng hồng. Núm này giúp anh em chỉnh giờ, lên ngón tay và chỉnh lịch thứ ngày của đồng hồ. Đấy, thiết kế rất đẹp. Về thông số kích thước thì chiếc này chúng ta sẽ sử dụng phần sai mặt của em, nó cũng thuộc dạng hơi to một chút anh em nhé. Nó khoảng tầm 42mm, độ dài mặt số thì con này cũng hơi dài khoảng 12. Nếu mà xét về độ dài thì con này ở mức ổn đấy anh em nhé, khoảng gần 12mm. Độ dài rất là ổn. Và chiều dài càng, em này càng nó sẽ hơi dài, 48,7. Đấy, tay anh em mà dưới 16 thì em nghĩ là đeo chiếc đồng này sẽ hơi bị khủng bố trên cổ tay. Còn nếu mà tay trên 16 thì anh em có thể đeo rất đẹp con này. Ví dụ tay của em là 15,8 này. Nếu mà em đeo thì cảm giác nó cũng không phải là quá to đâu nhé. Nếu mà tay từ 15,5 trở xuống thì anh em không được đụng vào con này được. Nhưng mà nhích lên khoảng 15,7, 15,8 là anh em có thể chơi được. Tuy nhiên cái cảm giác đồng hồ vẫn sẽ hơi to một chút trên tay. Và nếu mà tay khoảng 16 trở lên là đeo rất đẹp. 16,5 đến 17,5 là chuẩn bị cái tay lý tưởng nhất để anh em đeo chiếc này. Đó. Cái tông màu nâu cà phê này nó đẹp, sang, cuốn hút nhưng mà nó lại không bị quá phô trương hay là già như là cái mặt màu vàng. Đấy, cho nên là về lứa tuổi đeo thì dòng sản phẩm này thoải mái lứa tuổi đeo. Từ người trẻ, từ người trung đến người lớn tuổi chúng ta đều có thể đeo được rất là thoải mái thôi, không phải lo lắng anh em nhé. Chiếc này thì thiết kế rất là khỏe khoắn nam tính, anh em thể đeo đi làm cũng được, đeo đi chơi cũng được, picnic, dã ngoại, cà phê, cà pháo rất là thoải mái thôi. Nó rất là phù hợp với nhiều sự kiện khác nhau. Bộ dây của chiếc này thì chúng ta sẽ có bộ dây thép không gỉ đúc đặc có 3 mắt dây. Thì chúng ta sẽ thấy mắt chính giữa được mạ PD và hồng đánh bóng, hai mắt bên hai bên nó sẽ phơi sức. Đây dây được hoàn siêu nhá, anh em yên tâm về độ mới. Này. Cái dây ba mắt này thì nó tạo nên cảm giác rất là hầm hố, khỏe khoắn, nam tính thì mà anh em đeo trên cổ tay. Hơn nữa nó sẽ khiến cho đồng hồ chúng ta trở nên nặng hơn. Như em nói từ đầu video đầm chắc hơn khá là nhiều. Khóa chúng ta được khóa bấm một bên có logo Seiko đánh phơi sức hoàn toàn ở đây này. Khóa thép lá thôi. Mặt sau thì chúng ta sẽ có đáy hở máy giúp anh em quan sát được chuyển động máy bên trong. Thì trên con văng chúng ta sẽ thấy là nó được làm rất là bật với con lăng văng màu vàng gold. Ta có logo Seiko, Seiko Time Corporation. Bộ máy 4R36A, 24 chân kính, tần số động 21.600, con 41 giờ. Bộ máy in-house được Seiko sản xuất và lắp ráp hoàn toàn tại Nhật. Ở bên ngoài chúng ta có thông tin như là Made in Japan, sản xuất lắp ráp tại Nhật này. Logo của Seiko này. Đấy. Mức dung nước cái này 13 tương đương 100m này, kính sapphire mặt đằng trước này. Đó những cái thông tin rất là quen thuộc ở đây. Thân vỏ làm thép không gỉ này, mã máy mã phần cây spec, chống ngực trên anti-matic chống tư. Bộ máy 4R36 thì vẫn là bộ máy tốt của dòng máy 4R nhà Seiko, đầy đủ chức năng, lên có tự động, lên có bằng tay. Nhưng kim dây chỉnh giờ anh em ở đây nấc chỉnh giờ kim dây sẽ dừng lại cho anh em chỉnh giờ chính xác từng giây. Đồng hồ lịch thứ ngày anh em bọn góc 12 giờ lịch thứ ngày nhảy thì đây đang giờ buổi sáng bắt đầu ngày mới. Em để mức 6 giờ sáng. Lưu với anh em một chút là đồng hồ Nhật nó này nhảy lịch theo dạng sai tròn, tức là từ 9 giờ tối hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau thì nó sẽ nhảy lịch xong. Thế nên là anh em lưu ý là không chỉnh giờ, không chỉnh lịch ở trong thời gian này. Đó. Đóng lại kim dây chạy bình thường và anh em chỉnh mở ra hai nấc. Mở ra một nấc thì anh em vặn xuôi theo kim đồng hồ này. Chúng ta chỉnh lịch này. Và ngược chiều kim đồng hồ và anh em sẽ chỉnh lịch thứ. Lịch thứ nó có tiếng Anh và tiếng Nhật. Để anh em quen dùng tiếng Anh mình sẽ để tiếng Anh. Sau chỉnh giờ xong anh em đóng lại kiểm tra cẩn thận tránh là đúng nước vàng. Mức chống nước của dòng sản phẩm này là 100m. Mức chống nước rất tốt của chiếc Redswatch. Anh em có thể mang hồn chúng ta đi mưa, rửa tay, rửa xe rất thoải mái. Lưu ý không mang hồn chúng ta đi bơi, tắm, tắm lạnh và tắm trong hơi anh em nhé. Với mức giá bán thì tại Việt Nam có sẵn một chiếc Sari 056 New Full Box với mức giá bán là 7.800.000 đồng. Nếu anh em yêu thích chiếc này có thể liên hệ với lại Sashimi Authentic thông qua số điện thoại để phía trên màn hình hoặc các thông tin liên hệ em để ở dưới phần mô tả của video. Thì anh em gọi điện hoặc nhắn tin em sẽ tư vấn kỹ hơn anh em về dòng sản phẩm này nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều theo dõi bên này của Sashimi Authentic. Xin chào và hẹn lại anh em ở những video đồng hồ tiếp theo.